Xin chào anh em nha, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì trong cái video tuần này, vẫn như thường lệ mà thôi, mình sẽ đưa tin và cũng như là ngồi cùng anh em để chúng ta chia sẻ về thị trường trong tuần qua nó đã diễn biến như thế nào. Thì tuần này chủ yếu là nó sẽ có 3 cái mục chính mà mình muốn chia sẻ cho anh em, và mình cho rằng là bên lề cái sự kiện FTX đã làm chúng ta đã khá là khủng hoảng rồi. Thì chúng ta còn một số điểm để chúng ta lưu ý rằng là sẽ còn có nhiều cái rủi ro đang tồn tại trên thị trường ngoài cái sự kiện FTX mà anh em cần phải chú ý, đặc biệt là trong giai đoạn rất là nhạy cảm này ha anh em. Rồi, như anh em thấy trên màn hình của mình đó, thì hiện tại là giá của BTC là vẫn đang khá là chán đúng không anh em, khi mà chúng ta đã liên tục dao động ở cái mức gọi là từ 16.000, cái biên độ của nó đó là từ 16 tới 17.000 mà thôi. Và dường như là thị trường vẫn đang khá là sốc đối với cái sự sụp đổ của FTX như mình đã đưa tin cho anh em từ tuần trước rồi đó. Rồi, vậy thì cái mục đầu tiên thì mình sẽ điểm qua lại cho anh em một số cái diễn biến chính của xoay quanh cái sự kiện FTX trong tuần này. Tại vì là nhiều anh em vẫn cho rằng là FTX sụp đổ rồi thì chắc chắn là cái đó mọi người cũng sẽ mau quên mà thôi, nhưng mà đó là không ha anh em. Nó sẽ còn rất nhiều cái dư chấn đằng sau nữa, và đây được xem như là một cái hiệu ứng domino vậy anh em. Tức là FTX đã đổ sập rồi, nhưng mà những cái hệ lụy của nó đem lại cho thị trường sau này thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ còn rất là dài để chúng ta có thể hồi phục, và chúng ta vẫn cần một số sự xác nhận của những cái quỹ rồi những cái thiệt hại mà do cái sự kiện FTX này gây ra nữa. Thì những cái thiệt hại đó là như thế nào? Thì đầu tiên đó, anh em cũng có thể dễ dàng nhận ra là chúng ta hãy nói về những cái quỹ đầu tư đi, những cái dự án đi. Thì ở đây đó, đây chỉ là một số cái dự án mà có liên quan tới FTX mà thôi. Như là ở đây anh em thấy rằng là có những cái dự án như là Sol nè, Oxy nè, tức là những cái đồng coin, những cái dự án mà thuộc hệ sinh thái của Sol đó. Thì ngoài ra đó, thì vào tuần trước mình cũng đã đưa cho anh em là trong chuỗi hàng loạt những cái dự án mà FTX đầu tư đó thì nó lên tới con số cả chục cả trăm cơ, rất là nhiều. Đó, đầu tiên đó là về dự án ha. Rồi tiếp theo nữa là về các quỹ đầu tư, thì ở đây anh em có thể thấy được rằng mình đã thống kê những cái quỹ đầu tư khá là nổi tiếng. Ở đây chúng ta có Paradigm, một trong những cái quỹ đầu tư truyền thống khá là lớn của Mỹ ha. Rồi chúng ta có Chum Crypto, đó một cái quỹ đầu tư và đồng thời cũng là một market maker khá là có tiếng trong crypto nữa. Và chúng ta cũng có những cái tên như sau, như là Sinoquia nè, Multicoin nè, và rất nhiều quỹ đầu tư khác họ đã thừa nhận rằng á là cái số tiền mà họ đầu tư về FTX á là hiện là dường như là về bằng không. Và những cái số tiền đó nó lên tới một cái con số mà rất là kinh khủng anh em, cả hàng trăm triệu đô cơ. Thì anh em thấy là cái quy mô thiệt hại của nó rất là lớn. Rồi, và tiếp theo nữa chúng ta cũng có những cái sàn bị liên đới bởi cái sập đổ này. Và cái liên đới này đó là mặc dù là họ nói là họ không có tiếp xúc đối với bất kỳ tài sản nào của FTX hoặc là đồng token FTT đó, nhưng mà trong tuần gần đây anh em hãy để ý, đầu tiên là chúng ta hãy nói về cái sàn crypto.com đi, là họ đã bị phanh phui một cái vụ gọi là họ chuyển nhầm cỡ khoảng là 450 triệu đô la bằng Ethereum á lên trên sàn Gate.io, và sau đó họ còn bị phát hiện là chuyển 1 tỷ USDC lên sàn FTX nữa. Đó, và sau đó là CEO của crypto.com đó là ông phải lên để mà ông phỏng vấn, để mà ông trình bày rằng là crypto.com vẫn có đủ thanh khoản để cho người dùng rút tiền, chứ không vì những cái phớt đó mà crypto.com sẽ sập đổ như FTX. Và mới ngày hôm qua thôi, chúng ta cũng có một cái sàn khác, đó chính là sàn Gemini, một cái sàn cũng có tiếng ở Mỹ, và hai cái người thành lập cái sàn này là cặp anh em sinh đôi Winklevoss. Thì hai cái ông này cũng là một trong những cái tỷ phú giàu nhất ngành crypto trong năm 2022 này anh em ha. Thì cái sàn Gemini này đó, thì vào cái tối ngày hôm qua thôi, thì sàn Gemini này đó đã thông báo với người dùng là họ sẽ tạm dừng cái sản phẩm Gemini Earn của họ. Tại vì sao? Tại vì cái sản phẩm Gemini Earn của họ đó thì lại bị liên đới tới một cái ông này là ông Genesis Trading nè anh em. Đó, thì cái ông Genesis Trading này đó, ông nói rằng đó là ông sẽ tạm dừng cái việc cho phép khách hàng rút tiền đó. Nên vì thế thì sàn Gemini, cái sản phẩm Gemini Earn của họ đó, thì ông Genesis Trading này đóng vai trò là một cái bên đối tác để mà cung cấp thanh khoản cho cái sản phẩm này, nên là sàn Gemini họ cũng đóng cái sản phẩm Gemini Earn này luôn. Thì cái điều này đó nó đã gây một cái sự rất là hoảng loạn đối với các nhà đầu tư, và họ cho rằng là sàn Gemini sẽ trở thành một cái nạn nhân tiếp theo cùng với FTX. Và cái điều đó nó còn thậm tệ hơn nữa là người dùng sẽ nghĩ rằng là chúng ta sắp sửa có một cái domino rồi. Đây không phải là một cái domino như Luna rồi kéo theo những cái tổ chức, những cái công ty crypto đổ sập, mà đây là một cái domino của tất cả các sàn nha anh em. Sàn FTX đổ đầu tiên và sau đó những sàn khác họ sẽ bị hệ lụy. Đó. Nhưng mà rất nhanh chóng sau đó thôi, thì sàn Gemini đó
tất cả dịch vụ của họ họ cũng bị đều đóng băng luôn, nhưng mà chỉ khoảng 1 tiếng 2 tiếng sau, nếu mình nhớ không nhầm đó, thì sàn Gemini này họ đã khôi phục lại tất cả rồi, và họ đã nói rằng là người dùng cũng nên yên tâm tại vì chúng tôi sẽ không có, vẫn còn đủ thanh khoản để cho người dùng rút tiền. Nhưng mà cái điểm đặc biệt á, anh em chú ý á, là vào cái tối hôm đó thì chỉ trong 24 giờ khi mà Gemini xảy ra cái vụ này đó thì đã có 850 triệu đô tiền được rút ra khỏi sàn, tức là 850 triệu đô đó bao gồm cả altcoin, bao gồm cả stablecoin, bao gồm cả ETH và Bitcoin luôn, bị người dùng rút tiền ra khỏi sàn Gemini. Đó. Thì và tiếp theo nữa thì chúng ta cũng có những cái công ty mà họ đã bắt đầu họ để đơn phá sản rồi, như là về BlockFi, về Honor. Thì cái điều này đó thì mình nghĩ là sau này, như mình đã đề cập từ tuần trước đó, là lúc đó mình có nói với anh em á, là mình nghĩ rằng là trong tương lai cũng sẽ có nhiều cái tổ chức họ bắt đầu họ bị phanh phui ra, họ bắt đầu họ bị một cái lỗ hổng thanh khoản mà FTX đã để lại rồi, và họ đã bắt đầu họ công bố với cộng đồng, và dần dần nó giống như một cái chuỗi domino bắt đầu đổ sập dần vậy đó anh em. Và giờ trong tuần này chúng ta đã có những cái tổ chức này đây. Thì cái điều mà mình quan ngại hơn vào cái lúc này đó chính là cái Genesis Trading này. Thì dành cho anh em nào chưa biết á, thì Genesis Trading là một cái công ty con của DCG Group đó, và DCG Group á là cũng là một cái công ty mẹ rất là lớn, một cái quỹ đầu tư rất là lớn về crypto do Barry Silber làm CEO ha anh em. Và cái DCG Group này á, nếu mà nói ra thì chắc anh em vẫn còn khá là lạ lẫm, nhưng mà nếu mình nói tới Rayscale thì chắc anh em sẽ biết, tại vì Rayscale là quỹ đầu tư tiền mã hóa dường như là lớn nhất ở thị trường đó. Thì Rayscale chính là công ty con của DCG Group, và cái tờ báo về crypto á mà anh em nào làm tiếng Anh mà mình hay đọc thì đó là cái tờ báo của Coindesk, cũng do chính Rayscale và DCG đứng đằng sau luôn. Vậy thì nếu bây giờ Genesis Trading tạm ngưng rút tiền và gặp một cái lỗ hổng thanh khoản về sau khi chịu được hại về FTX, thì liệu DCG và Rayscale có bị gì hay không? Thì đó vẫn là một cái câu chuyện mà mình khá là băn khoăn. Tại vì nếu mà DCG cùng với Rayscale mà bị mình hệ gì thì đó sẽ là một cái cú nổ tiếp theo, và mình cho rằng cũng sẽ rất là lớn để tác động tới thị trường vào ngay tại thời điểm này luôn. Rồi, và cái để cho cái tình trạng này nó ngày càng tồi tệ hơn, thì anh em hãy nhìn một cái nhận định của tân CEO của sàn FTX hai anh em, đó chính là ông John Raitry. Thì ông này đó là một cái CEO đã thay thế cho Sam. Thì ông này á, khi mà ông nhìn vào cái thực trạng của sàn FTX á, thì ông đã phải thốt lên rằng là vào tối ngày hôm qua thì ông đã nói rằng là sao. Thì ở đây mình trích nguyên văn nhận định của tân CEO của FTX á, thì ông nói rằng là trong sự nghiệp của ông thì ông chưa từng chứng kiến một sự thất bại hoàn toàn nào trong việc quản lý doanh nghiệp và thiếu hụt các thông tin tài chính đáng tin cậy đến như vậy. Tức là sao? Tức là cái trường hợp của FTX á, nó đang rất là tệ, và nó tệ nhất trong cái cuộc đời sự nghiệp của ông John này ha anh em. Và ông còn bổ sung thêm rằng là từ việc xâm phạm tính toàn vẹn của hệ thống và lỗ hổng giám sát pháp lý đó, cho đến việc tập trung quyền kiểm soát vào tay một nhóm nhỏ dân sự thiếu kinh nghiệm, có thể là có ý đồ xấu, và tình hình hiện tại của công ty là chưa từng có tiền lợi trong quá khứ. Tức là bằng cái kinh nghiệm vốn có và một cái bề dày kinh nghiệm trong cái sự nghiệp của ông đó, là chuyên giải quyết những cái vụ phá sản để sau rồi đó ông khôi phục lại tiền cho người dùng đó, thì cái trường hợp này là FTX khi mà ông ngồi vào ghế này, thì ông cảm thấy đây là một cái trường hợp mà tệ nhất trong cuộc đời sự nghiệp của ông. Thì được cũng đủ để anh em hiểu là FTX, cái sự khủng khiếp và cái hậu quả của nó để lại là ra sao đối với thị trường. Bởi vậy anh em thấy rằng là dù trong tuần qua chúng ta có những cái tin tức CPI thấp hơn cái dự đoán của Fed, hoặc là chúng ta có những cái chỉ số thất nghiệp cũng tương đối tốt, tức là những cái tin tức vĩ mô của Mỹ cũng tương đối tốt. Và vào tuần trước anh em cũng thấy rằng là thị trường chứng khoán Mỹ, đúng không? Khi mà chúng ta có Nasdaq, chúng ta có SP500 tăng một ngày tăng tới 5-6% đó, và đồng đô la cũng thủng đáy, thủng 110 rồi thủng 106 luôn, nhưng mà thị trường crypto của chúng ta vẫn không thể nào bật tăng nổi đó. Thì cũng đủ cho chúng ta hình dung hiểu được rằng là thị trường bây giờ đang khá là khó khăn như thế nào, và cũng đủ để anh em cảm nhận rằng á, là BTC cùng với nguyên cái thị trường crypto của chúng ta bây giờ đang cạn thanh khoản đến mức nào đó. Khi mà chứng tăng DXY, đồng đô la giảm, mà thị trường của chúng ta vẫn cứ lẹt đẹt như vậy, thì đó là cái hậu quả mình cho rằng là tạm thời thôi đối với cái trường hợp của FTX phá sản như thế này ha. Rồi, cái đó chỉ là một cái mục thứ nhất mà mình muốn đến cho anh em. À, mình còn bổ sung cho anh em nữa, thì thông qua cái vấn đề hồi nãy mình vừa nói cho anh em về các sàn có nguy cơ sập hay sau đó, thì và gặp nhiều cái vấn đề hệ lụy sau đó, thì chắc chắn là các nhà đầu tư chúng ta vẫn sẽ phải có một chút run sợ, đúng không? Tại vì ngay cả mình, khi mà bây giờ mình để tiền trên Binance, mình trade, thì mình cũng cảm thấy rằng là lỡ Binance của mình hệ gì thì sao? Thì cũng như tuần trước thôi, mình đã đề cập cho anh em á, rằng là những cái sàn họ sẽ bắt đầu họ đưa ra những cái thông tin, những cái báo cáo kiểm chứng tài sản
của người dùng, do họ nắm giữ như thế nào để cho nó minh bạch cho người dùng. Thì cái phong trào được khởi xướng bởi CZ của sàn Binance. Thì ngay ở đây thì mình cũng xin gửi anh em đến là anh em hãy lên một cái trang web thống kê và tổng hợp dữ liệu của crypto ha, đó chính là CoinGecko. Thì anh em vào cái mục exchange này nè, anh em vào crypto exchange, thì ở đây đó là CoinGecko, đó là họ đã bổ sung thêm một cái mục, tức là về cái reserve data này, tức là những cái sàn nào mà họ đã cập nhật những cái bằng chứng về tiền gửi của người dùng đó, tức là họ minh bạch về cái tài sản của người dùng để trên sàn của họ. Thì ở đây CoinGecko họ đã cập nhật rồi. Thì cái chữ available ở đây tức là những cái sàn nào mà họ đã cập nhật về cái vấn đề này thì nó sẽ có cái chữ available này. Đó, còn sàn nào chưa cập nhật thì họ sẽ để những cái chữ unavailable này. Thì những cái sàn mà họ đã cập nhật rồi thì anh em có thể tự tin để mà mình giao dịch trên những cái sàn này. Tức là mình tự tin nhưng mà mình cũng đừng có nên quá tin vào những cái sàn tập trung bây giờ, tại vì trong cái bối cảnh hiện tại nó khá là hỗn loạn. Và mình vẫn khuyên anh em rằng là nếu mà chúng ta có tài sản thì chúng ta hãy nên phân bổ hợp lý một cái tài sản để chúng ta trade thôi. Còn tài sản mà chúng ta nắm giữ dài hạn thì chúng ta nên rút về ví lạnh anh em ha. Đó, thì ở đây để cho anh em có thể dễ dàng quan sát được là những cái sàn nào họ đã công bố những cái báo cáo, những cái kiểm chứng của họ về lượng tài sản của người dùng để trên sàn. Đó, thì anh em vào CoinGecko, anh em vào cái mục này và anh em xem ở đây, anh em click vào từng sàn thì nó sẽ có ở đây ha. Rồi, và cái điểm tiếp theo mà mình muốn, cái mục tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em đó, nó cũng khá là quan trọng, mà mình thấy là rằng là có lẽ do chúng ta đã bị quá cuốn vào FTX nên là chúng ta quên mất cái vấn đề này. Đó là khi mà BTC bị một cái cú lao dốc khá là kinh khủng từ FTX á, thì chúng ta đã có một cái biến số khác, đó chính là về thợ đào. Thì trên màn hình của mình đây thì anh em có thể thấy được rằng là chúng ta đã có một cái biểu đồ, tức là về cái miner net position chain, tức là về cái vị thế của các thợ đào bây giờ như thế nào. Thì ở đây á, những cái biểu đồ đỏ này tức là họ đang có một cái xu hướng là họ thay đổi vị thế đồng của họ, tức là họ bán ra, họ không còn nắm giữ nữa. Thì ở đây chúng ta đã xuất hiện những cái cây đỏ khá là dài ngay khi FTX, cái sự kiện FTX nổ ra. Thì cái đây là một cái biểu hiện xấu đối với toàn bộ thị trường chung luôn. Tại vì sao? Tại vì cũng như nhiều cái video mà mình đã đề cập cho anh em về cái vấn đề miner này rồi, là đối với mình thì một cái khi mà thợ đào họ bắt đầu họ chuyển biến tâm lý xấu thì đó là một trường hợp rất là tiêu cực đối với thị trường. Tại vì họ được xem như là một cái phòng tuyến cuối cùng để có thể giữ giá Bitcoin ngay khi mà giá Bitcoin liên tục lao dốc như vậy. Tại vì thợ đào, cái công việc của họ là công việc kinh doanh, chứ không phải là giống như những cái người holder như chúng ta mua rồi chúng ta để đó. Tại vì họ đào ra thì họ đào một cái số lượng Bitcoin rất là lớn, họ bỏ rất nhiều chi phí để họ đào, thì đó được xem như là công việc kinh doanh của họ. Vừa chưa tính tới cả những cái công ty mà họ đã được niêm yết trên sàn chứng khoán nữa, thì cái mã cổ phiếu của họ cũng sẽ tương quan với giá của Bitcoin đó. Và họ sẽ phải vay rất là nhiều để họ đầu tư vào những cái dàn máy đào của họ, đúng không? Đó, và nếu giá Bitcoin cứ liên tục như thế này thì bắt buộc họ phải xả Bitcoin ra để họ cân đối lại cái công việc kinh doanh của họ. Nên vì vậy mình cho rằng khi mà thợ đào họ đã bắt đầu họ có những cái chuyển biến xấu thì đó là một cái vấn đề rất rất là tiêu cực đối với thị trường. Mình đã nhắc đi nhắc lại hoài, chúng ta đã có những cái sự việc ở trong quá khứ rồi, như là chúng ta có tháng 3 năm 2020 khi mà đại dịch Covid ập vào, thì lúc đó anh em thấy rằng là thợ đào họ trang trải không nổi nữa, và lúc đó là BTC đã bị xả về 3K. Và sau đó khi mà Trung Quốc cấm thợ đào thì thợ đào họ chưa có từ bỏ đào Bitcoin đâu, họ chỉ dịch chuyển những cái dàn máy của họ từ Trung Quốc ra nước ngoài thôi, mà BTC đã bị xả từ một cái đỉnh gọi là 64K về tầm 30K. Đó, thì ngay tại vào thời điểm này khi mà chúng ta đã có một cái cơn chấn động của FTX cộng với việc BTC liên tục bị lao dốc như vậy, thì thợ đào khi mà họ xả vào lúc này nữa thì mình chưa hình dung ra được là cái đáy của Bitcoin nó sẽ như thế nào nếu mà chúng ta đối chiếu lại với từng cái dữ liệu khớp trong quá khứ ha anh em. Đó, và cái biểu đồ thứ hai mà mình muốn cho anh em thấy nó tương quan với cái biểu đồ hồi nãy, đó chính là về cái số dư của thợ đào, số dư trong ví của thợ đào. Thì anh em thấy chúng ta đã có một cái con đường tích lũy khá là đẹp của thợ đào khi mà bắt đầu từ năm nay vào tháng 7, tháng 10 đó, nó kéo dài từ năm ngoái luôn, thợ đào đã liên tục tích lũy. Mặc dù họ có những cái thời điểm họ vẫn xả ra, nhưng mà anh em thấy đây cái đường màu vàng này, tức là ngay khi cái sự kiện FTX nổ ra đó, thì tất cả Bitcoin trong ví của thợ đào đã lao dốc xuống. Tức là nó cắm xuống như thế này là sao? Tức là ví Bitcoin giữ Bitcoin của họ đã, tức là cái số Bitcoin giữ trong ví của họ đã không còn nữa. Và khi mà họ không giữ nữa thì họ đem làm gì? Tức là họ đem đi bán, đúng không? Thì cái biểu đồ này nó là một cái biểu đồ tương quan với cái vị thế, cái sự thay đổi vị thế ròng của họ hồi nãy thôi. Rồi, và tiếp theo nữa chúng ta đã có một cái biểu đồ của CryptoQuant. Thì ở đây đó là CryptoQuant đã phân tích cũng khá là chi tiết rằng là sao? Rằng là hiện tại đó đã có rất nhiều những cái công ty khai thác Bitcoin được niêm yết trên sàn Nasdaq không thể nào trả nợ của họ.
Tức là sao? Tức là nó lại đồng nghĩa với cái việc hồi nãy mình vừa đề cập. Tức là sao? Tức là những cái công ty mà họ niêm yết trên sàn chứng khoán đó, thì họ không phải là họ đầu tư vào cái thiết bị khai thác của họ là họ cầm tiền mặt không, mà họ sẽ đi họ mượn, họ vay từ những cái bên khác để họ có thể mà mua những cái dàn máy đào họ đầu tư vào để họ đào Bitcoin. Nhưng mà bây giờ đó thì giá Bitcoin lại lao dốc như vậy, đúng không? Và họ đang dần mất khả năng trả những cái nợ mà họ đã vay để họ mua cái dàn máy đó. Thì cái việc bây giờ để họ có thể mà cân đo đong đếm lại giữa cái chi phí họ bỏ ra, chi phí nợ và chi phí kinh doanh hoạt động trong tương lai nữa, thì bắt buộc họ phải bán BTC. Và ở đây đó, CryptoQuan á đã đưa cho chúng ta một cái biểu đồ là sao? Một cái biểu đồ là số lượng BTC được đẩy lên sàn bởi các thợ đào đang rất là cao. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu xấu cho chúng ta thấy được rằng là thợ đào bây giờ có lẽ là họ đang thực sự run sợ rồi anh em. Và tiếp theo nữa, một cái nhà phân tích khác của, đó chính là Charles Edwards, thì ông nói rằng là sao? Ông nói rằng là những cái thợ đào Bitcoin bây giờ đó thì họ đang ở trong một cái nỗi đau, một cái nỗi đau, một cái cơn sợ hãi tột độ trong vòng 5 năm trở lại đây. Tức là sao? Tức là đây là năm 2022 và chúng ta trở về 5 năm trước là năm 2017. Thì kéo dài từ năm 2017 tới năm 2022, ngay tại thời điểm này, thì đây là lúc mà thợ đào đang cảm thấy là họ bị đau đớn nhiều nhất, họ bị tổn thương nhiều nhất, và họ đang tạo ra cái áp lực bán bit nhiều nhất luôn. Đó, nó còn nhiều hơn cả, nếu mà theo cái dữ liệu này thì nó còn nhiều, anh em hãy thấy nó còn nhiều hơn cả vào tháng 3 năm 2020, đại dịch Covid mình vừa đề cập, và nó còn nhiều hơn cả tháng 5 năm 2021 khi mà Trung Quốc bắt đầu đàn áp toàn bộ những thợ đào ra khỏi quốc gia của họ, không cho họ đào nữa. Thì cái áp lực bán của thợ đào và cái nỗi sợ hãi của họ bây giờ đó, nó còn lớn hơn cả hai cái năm vừa rồi cơ anh em. Đó, và đây chỉ là những cái biểu đồ cho chúng ta thấy được rằng là tình hình thợ đào bây giờ đang cực kỳ tồi tệ. Tồi tệ hơn cả 2020 và tồi tệ hơn cả 2021. Nhưng mà diễn biến giá của BTC thì giờ chúng ta thấy rằng là cứ giao dịch 16-17. Vậy nên mình mới đang rất là hoang mang, và riêng cả bản thân mình cũng vậy, là mình không biết BTC sẽ gãy bất kỳ lúc nào vào trong thời điểm này, hả anh em? Rồi, và theo sau đó thì hồi nãy á, khi mà CryptoQuan á đưa cho anh em rằng là những cái công ty họ không thể trả nợ, họ đang bị lâm vào một cái đường cùng như vậy, thì chúng ta cũng đã có những cái minh chứng đây. Thì ở đây á, là một cái công ty Core Scientific, thì đây là một cái ông trùm khai thác về Bitcoin. Nếu mà anh em thường xuyên theo dõi mình á, mình có chiếu cho anh em một cái bảng là Bitcoin Treasury đó, thì nó thống kê những cái công ty mà đang nắm giữ Bitcoin, thì Core Scientific là một trong những công ty đào lớn nhất tại thị trường hiện nay, thì đã tuyên bố là đang trên bờ vực vỡ nợ rồi. Và cái tài liệu này đó được Diane Leclerc đã chia sẻ luôn, là ông nói rằng là sao? Ông nói rằng là Bitcoin Core Scientific đang gặp một cái tình trạng tài chính khá là nghiêm trọng và vô cùng khủng hoảng. Và cái điều này đó đã được nộp lên Ủy ban chứng khoán và giao dịch của Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 10. Và Core Scientific á, trong cái lá đơn nộp lên SEC á, thì Core Scientific có báo cáo rằng á, là hiện tại cái nguồn tiền mặt của tổ chức sẽ bị cạn kiệt vào cuối năm 2022. Đó, vậy thì bây giờ một cái gia đình đơn giản thôi, bây giờ họ thiếu tiền mặt, họ lâm vào khủng hoảng, thì bắt buộc họ phải bán cái bit họ đang nắm giữ ra thị trường. Và việc mà thợ đào bán bit thì đó là một điều dĩ nhiên là tệ hại rồi, tại vì họ nắm giữ rất nhiều bit anh em. Đó, anh em cứ tính đi, cứ mỗi quý họ sẽ báo cáo cái số lượng bit họ sản xuất ra, họ đào ra được, thì họ cứ nắm giữ như vậy, và tới một thời điểm bây giờ họ không chịu nổi nữa, họ sẽ bán ra để mà họ cứu sống công ty của họ. Thì cái điều này nó vô tình chung nó tạo ra một cái áp lực bán rất là lớn lên bit, và cộng với những cái sức nén hiện tại, những cái hậu quả hiện tại mà FTX để lại nữa, thì đó là một cái viễn cảnh mà mình cho rằng là anh em phải cực kỳ cẩn trọng vào trong cái giai đoạn này luôn. Và tiếp theo nữa, Core Scientific thì chúng ta có cùng một công ty khai thác nổi tiếng khác, đó chính là Irish Energy, cũng đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ và đang trên đà khủng hoảng thanh khoản, là cũng tương tự với cái nguyên nhân của Core Scientific luôn. Tức là họ cũng đi vay mượn rồi họ đào, nhưng mà bây giờ khi mà mọi thứ nó đổ vỡ một cách quá là nhanh chóng như vậy, thì họ cũng buộc phải lâm vào cái tình cảnh phá sản mà thôi. Rồi, và tiếp theo nữa thì đây là một cái thông tin khá là hay mà mình đã tìm được trên Twitter. Đó chính là sao? Đó chính là nhiều anh em á cho rằng là ở đáy của BTC hiện tại bây giờ có thể là 10k, 13k hoặc thậm chí là 14k chẳng hạn, nếu mà có sụt giảm về những cái mức đó thì đó đã là đáy của BTC rồi. Và nhưng mà mình lại không nghĩ như vậy khi mình đọc được cái thông tin từ một cái thuyết như thế này, từ một cái người dùng. Thì anh này đó, anh có nói rằng á, nó liên quan tới vấn đề thợ đào. Anh này anh có nói rằng á, là rất nhiều người bạn của anh đã hỏi anh là: ủa, nếu mà Bitcoin cứ tiếp tục giảm như vậy, vậy thì những cái thợ đào họ có chịu nổi hay không? Đó, thì anh này anh trả lời rằng á, thì vào năm 2018 đó, thì ngay tại những cái thời điểm mà nó tương quan như thế này, đó, thì những cái thợ đào đó họ đã tắt những cái máy của họ không có khai thác nữa. Và
đó, và họ đã không có được một cái lợi nhuận nào cả, hoặc thậm chí là rất ít lợi nhuận khi mà cái việc mà cái cost này nè anh em, tức là cái chi phí họ bỏ ra là 0.03 đô cho một kilowatt khai thác thì nó chẳng mang lại một cái giá trị gì khi mà họ đào ra một bitcoin cả. Tức là họ đào ra một bitcoin nhưng mà cái bitcoin đó lại không mang lại cho họ lợi nhuận bằng cái số tiền họ bỏ ra để họ khai thác ha. Thì đó là vào năm 2018. Nhưng mà tại thời điểm này đó, thì anh này anh nói là tại thời điểm này, mặc dù tình hình tồi tệ như vậy, giá BTC đang dao động ở 16-17k như vậy, nhưng mà vẫn có một số thợ đào họ vẫn đang có những cái lợi nhuận nhất định. Vậy thì nếu so ra giữa cái năm này, giữa thời điểm này và thời điểm 2018 thì chúng ta tình hình thợ đào nó vẫn chưa là quá là tồi tệ. Nên vì thế anh đã đưa ra một cái phép tính bằng những công cụ tính như sau, là nếu mà để cho thợ đào lâm vào cái cảnh khốn cùng mà không có thể nào mà khai thác có lợi nhuận được nữa, thì nó sẽ rơi vào 0.06 đô cho 1 kilowatt. Và từ đó là ở đây thì nó sẽ có những cái độ khó và những cái hash rate tính toán, cái công cụ tính toán trên cái trang web này. Và anh đưa ra một cái mức rằng là để cho thợ đào lâm vào đường cùng thì giá BTC sẽ phải rơi tầm 9.000 tới 10.000 đô. Tức là sao? Tức là khi mà BTC rơi vào tầm 9.000 tới 10.000 đô thì thợ đào sẽ tương tự như một cái tình trạng vào năm 2018, thì đó mới là đáy của BTC. Và khi mình đọc cái thông tin này mình thấy dường như nó có một cái sự tương quan nhất định. Khi mà hồi nãy mình có chia sẻ với anh em là chúng ta chỉ mới có Coin Scientific, chúng ta chỉ mới có Iris Energy, và còn những Riot Blockchain, còn những Bitfarm và đặc biệt là Marathon Digital nữa, thì họ vẫn chưa có một cái động tĩnh gì để báo cáo rằng là họ đang gặp một cái khó khăn. Nên vì thế mình vẫn còn nghĩ rằng là sẽ còn rất nhiều những cái ông lớn khai thác khác vẫn còn trụ nổi vào cái thời điểm này. Vậy thì nếu mà BTC sụt về 13k, 14k là giảm 2-3k từ cái mức đang dao động ở hiện tại là 16-17 đi, thì có lẽ họ vẫn còn trụ nổi. Nhưng mà nếu mà sụt về 9-10.000 á, thì dường như là những cái công ty, những cái thợ đào đó họ vẫn sẽ không trụ nổi, và đó sẽ có thể là đáy của Bitcoin. Nó hoàn toàn trùng khớp với những cái lập luận mà anh này đưa ra vào năm 2018, khi mà chỉ với 0.03 đô trên 1 kilowatt thì lúc đó là chẳng có một thợ đào nào có thể tồn tại nổi cả. Về thị trường của chúng ta là thế, khi mà tất cả về mặt thợ đào, về mặt nhà đầu tư hết tiền và những cái nhà giao dịch khác, những cái quỹ cũng sập đổ luôn, thì đó có lẽ mới chính là đáy của BTC. Đó, vậy thì đây cũng là một cái thông tin rất là đáng thú vị để cho anh em tham khảo. Chứ ở đây mình sẽ không có nói rằng là 9-10.000 sẽ là đáy của BTC nha anh em. Nhưng mà mình cảm thấy thông tin này nó cũng khá là hợp lý khi mà chúng ta so sánh về dữ liệu của các thợ đào và tình cảnh của họ ngay tại thời điểm hiện tại ha. Rồi, và cái mục cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em chính là chúng ta hãy nhìn ra một cái bức tranh tổng quan về thị trường hiện tại đi. Đây, tại sao mình lại để một cái biểu đồ là BTC DOM? Thì ở đây á, mình muốn chia sẻ một cách thẳng thắn với anh em rằng đó là có phải được vừa rồi khi mà BTC leo lên một cái mốc gọi là 21.500 đô, đúng không? Thì chúng ta đã thấy một cái mùa mình tạm gọi là một cái mùa Ancoin Season, mini Ancoin Season, khi mà BTC chỉ tăng khoảng là 1.000-2.000 giá thôi, nhưng mà anh em đã thấy là Ancoin bay tứ tung hết. Và ngay tại thời điểm hiện tại luôn, khi mà BTC đang giảm về tầm mốc là 16-17.000, thì anh em cũng phải thẳng thắn với mình rằng là Ancoin dường như là giảm không có nhiều, đúng không? Thậm chí chúng ta thấy một số Ancoin thậm chí còn có một những cái màn thể hiện vượt trội hơn BTC trước đây nữa, chẳng hạn như là Ethereum. Đó, lúc mà BTC 16-17.000 lần đầu tiên ở cái sự kiện Luna thì Ethereum chỉ có giá là tầm khoảng từ 700 tới 800 đô thôi. Nhưng mà bây giờ ETH đang 1.200, và chúng ta cũng đã có những cái gương mặt khác như là CHZ nè. Đó, nhận được những cái động lực khá là mạnh từ World Cup, chúng ta cũng đã có những Polygon Matic. Đó. Hoặc là những cái dự án Layer 2 khác thì cũng đã có những cái diễn biến giá mà nó hoàn toàn tốt hơn đối với BTC trước đây. Đó, để cho anh em dễ hiểu là cùng với một mức giá đó mà BTC sụp trước đây thì những cái đồng Ancoin đó là nát bét luôn. Nhưng mà hiện tại thì những cái Ancoin đó đã thậm chí có một cái mức giá cao hơn những cái cú sụp trước đây. Mặc dù giá của BTC cũng tương quan với những cú sụp trước đây vậy. Rồi, và cái điều này đó thì mình nhận ra rõ rằng là có lẽ rằng tình trạng của nhà đầu tư bây giờ họ đang cực kỳ giống như kiểu là cực kỳ đặt niềm tin nhiều hơn vào Ancoin hơn BTC. Tại vì sao? Tại vì họ có một cái niềm tin rằng là nếu BTC giảm về cái mức này rồi mà Ancoin vẫn giữ một cái mức giá đó, vậy thì nếu mà BTC hồi phục trở lại thì những cái đồng Ancoin đó sẽ bay tới mức nào nữa. Nhưng mà mình cho rằng đó là cái suy nghĩ mà chúng ta hãy nên cẩn trọng nhiều hơn. Đó, tại vì là mình chiếu ở đây là chiếu BTC DOM. Tại vì anh em thấy á, cái mùa ngay tại cái lúc mà mini Ancoin Season mình vừa đề cập thì BTC DOM đã thủng từ 42 về 41 và 40, thậm chí có lúc là 39 luôn. Đó, vậy thì sao?
Vậy thì tức là ngay tại thời điểm đó, cái dòng vốn từ BTC đã rải về Ancoin hết rồi, đã chảy về Ancoin hết rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì BTC DOM vẫn đang sideways, chứ vẫn chưa thể nào phục hồi được. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào năm 2018, cũng là một cái năm downtrend khá là kinh khủng ha anh em. Đây, anh em thấy BTC DOM đã giảm về cái mốc đáy cũng tương quan với bây giờ, tầm khoảng 38-39. Nhưng mà sau đó đó, BTC DOM đã lấy lại cái vị thế của mình và leo lên hẳn mốc gọi là 60-70. Thì ở đây chúng ta hãy hình dung rằng là nếu mà BTC DOM đang ở cái mốc tại thời điểm này là 40 và Ancoin vẫn có thể trụ vững, và nhà đầu tư của chúng ta đổ tiền vào Ancoin, tại vì anh em đang tin tưởng về Ancoin mà. Nhưng mà khi mà nếu chúng ta giả định một trường hợp BTC sẽ tiếp tục sideways và sẽ tiếp tục bị nén lại, tiếp tục đà giảm của mình, thì nếu lặp lại theo một cái câu chuyện 2018, BTC DOM bật tăng lên trở lại, thì lúc đó là một cái trường hợp quá là hoàn hảo để cho Ancoin bị thanh lọc một cách khủng khiếp hơn nữa. Nên vì vậy anh em thấy rằng là chúng ta hãy nhìn vào những năm 2018-2019, khi mà BTC DOM leo lên cao đến như vậy, đúng không, phục hồi trở lại lên mốc 60-70 và BTC cứ liên tục giảm như thế. Và chúng ta hãy nhìn lại Ancoin vào thời điểm đó, rất ít Ancoin tồn tại đến ngày hôm nay và quay trở lại được những cái mức giá mà những cái Ancoin đó đã từng đạt được. Vậy thì xét tại thời điểm hiện tại, chúng ta tiến đến năm 2023, chúng ta tiến đến năm 2024 là năm halving của Bitcoin, thì nếu mà một lịch sử lặp lại, BTC DOM hồi phục trở lại một cách mạnh mẽ hơn và BTC lại không tăng trưởng, BTC vẫn cứ đi ngang và sideways và giảm, thì Ancoin, những cái đồng Ancoin anh em đầu tư ngay bây giờ, thì đó sẽ là một cái sự sai sót rất là lớn mà anh em cũng nên nhìn lại ở quá khứ một tí để tránh lặp lại sai lầm những cái bức tranh ở trong quá khứ ha. Tại vì nếu mà BTC DOM lên mà BTC vẫn cứ tiêu cực thì Ancoin sẽ bị chia rất là nhiều lần đó. Nên vì thế là mặc dù chúng ta nhìn vào bức tranh chung như bây giờ là Ancoin có vẻ là khá là cứng và có vẻ là đã có những cái biểu hiện tốt hơn, nhưng mình nghĩ rằng đó chỉ là một cái tảng băng nổi thôi, còn cái phần chìm của nó vẫn là một cái điều rất là nguy hiểm ngay tại thời điểm này, khi mà Bitcoin vẫn đang khá là bất ổn ha anh em. Rồi, và đó là những cái thông tin mà mình muốn gửi đến cho anh em trong cái video lần này, và cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình ha. Hẹn gặp anh em ở tuần sau. Bye bye.